Như thế nào nhé. Thì bây giờ Sơn sẽ có một cái hành trình đi giao xe, Sơn sẽ mời quý anh chị em mình cùng đón xem nhé. Đây là trạm thu phí cầu Đồng Nai và phía công ty Sơn là có một cái đường song hành phía sau nha. Sưng đã tới nơi rồi cả nhà. Và đây là bạn Việt. Bạn đã mua cái xe này và cũng đã thanh toán cũng nhiều tiền rồi. Bây giờ sẽ xuống là bạn kiểm tra xe là ok rồi đúng không? Dạ. Yeah. Kiểm tra xe xong rồi thì bây giờ Sưng cho chị hỏi chút xíu là em chạy hàng gì ha Việt ha? Dạ anh chạy hàng giấy không ạ? À? Hàng giấy hả? Giấy giấy bìa cắt thông hay là giấy vâng. Phế liệu? Giấy phế liệu chị. Rồi ok, vậy là quá tuyệt vời rồi ha. Có mối hết chưa? Có rồi dạ. Thì nãy Sơn cũng đoán đi đang luôn là bạn cũng sẽ là có mối hàng rồi thì mới mua xe cả nhà. Thì cái xe này thì bên Sơn để giá rất là rẻ dành cho những cái bạn nào mà khởi nghiệp ấy, thì cứ khởi nghiệp thì mình sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Thì ở đây cũng dọn hết cho em rất là kỹ, có những cái video mà bên chị dọn xe rất là kỹ luôn ha. Thì mai mốt chị sẽ lên YouTube cho em coi qua là được coi bên chị chủ đạo như thế nào nha. Dạ vâng. Thì bây giờ Sơn cảm ơn em và chắc để vô cho em kiểm tra giấy tờ ha. Dạ vâng, cảm ơn. Đảm bảo chắc anh phải tầm 2 giờ quá à. Là mới đi làm ra luôn hả? Dạ, em mới làm ra. Bây giờ xe này ai chạy? Dạ em. À, chạy vừa đi làm vừa chạy hay là chạy luôn? Dạ công ty hết hàng vậy. Em làm có buổi sáng à. Chiều là em được về rồi. Bây giờ công ty hết việc quá trời luôn. Dạ. Bản màn giao xe là nó bao gồm là cài đặt gốc, dạ. Đăng kiểm gốc, dạ. Bảo hiểm nhân sự, với lại cái thỏa thuận mua bán này. Dạ. Rồi. Anh em cầm cuốn. Bây giờ đếm trước cái này đúng không? Dạ. Rất hai tờ đúng không?
Dạ, hãy đây. Đầu quá. Để sao mình cầm cái đau đầu với đó. Rồi đủ rồi cơ. Em chả biết rồi hả? Bây giờ Sơn đã thu tiền xong rồi cả nhà. Đây là tiền bạn ấy cho Sơn. Đây để Sơn chúc trước em là làm ăn phát đạt ha. Dạ. Thì cố gắng chạy được nhiều hàng rồi cần gì mà hỗ trợ về bảo dưỡng các thứ thì cứ liên hệ với bên Sơn nhé. Dạ. Cảm ơn em đã hỗ trợ bên bên Sơn và ủng hộ Sơn dài dài hơn dạ. Ha. Cảm ơn em. Cảm ơn. Ừ. Dạ. Rồi. Bye bye em. Dạ, dạ chị về luôn hen. Dạ. Dạ. Hai chị em chúc em làm ăn với chiếc xe này.